Hey, chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Chè Vĩnh Long các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các Thánh Đăng Cái Tàu để ăn cho các bạn xem. À, là hết bao nhiêu trái bom nghe các bạn. Thì hết bao nhiêu trái bom thì không biết các bạn ơi. Nhưng mà chắc là ăn rồi mới biết. Vậy là bây giờ mời các bạn hãy ước về màn hình và cổ vũ cho Thánh Đăng Cái Tàu đi các bạn ơi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn thử rồi được bao nhiêu quả bom trong cái mâm này nha các bạn. Giờ trong đây hiện giờ là ba quả trong đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ăn. À, bây giờ cắt trước ba chai rồi để có bộ phận phục vụ các bạn ơi. À, bộ phận phục vụ là gọt vỏ cho Thánh Đăng Cái Tàu nha các bạn nha. Là hiện giờ là ba trái rồi các bạn trong đây. À, ba trái rồi. À, trái thứ tư là có bộ phận phục vụ. Rồi gọt sẵn nha các bạn. À, bộ phận phục vụ gọt sẵn đây. À, để mời Thánh Đăng Cái Tàu ăn cho các bạn cùng thưởng thức. Trời, ăn này uống nước luôn hả? Ghê vậy. À, thì giờ ở đây là tổng cộng là để coi 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 hình như là 32 trái ca chứ, hình như là 32 trái bom các bạn. Thì phải 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 đúng rồi các bạn, 32 trái bom các bạn ơi. Thử thách Thánh Đăng Cái Tàu ăn được bao nhiêu trái bom nghe các bạn. Ăn các bạn ơi, nên cũng ăn được ba quả. Đó, thì có 32 trái mà, rồi mình đếm trong đây. Nếu ăn không hết rồi mình tiếp trong đây thôi. Thì là đang trái thứ năm rồi đó hả em Tiền? Thứ tư hả? Đó, hồi nãy đây ba trái trước nha. Cái này nó trái thứ tư nè. À, cho đó mới trái thứ tư thôi. Cái TV coi được không Tánh? Đó là trái thứ tư hả? Nó trong chưa? Rồi. Đó là trái thứ mấy? Thứ năm. À, trái thứ năm nha. À, trái thứ năm. Là trái muối ha ha. Trái muối. Trời ơi, thấy không? Ăn có bộ phận ra phục vụ thì quá trời luôn.
dừng tay chút thôi rồi kiểm tra coi bao được bao nhiêu trái rồi các bạn ơi. À, để tôi sẽ đây cho các bạn coi nha, để tôi cho các bạn lấy nha. 2, 4, 6, 7, à còn 7, trong mâm thì 7. Vì ăn hết phần này là mới 25 trái thôi bạn Hiền ơi. Ha, hết phần này là có thể là hết khoảng 4kg đó nha, còn 7 trái này có thể là khoảng 1kg đó nha. Nha bạn Hiền. Mình phải phí mãi thêm chén cơm nữa ha, chén lấy nha. Nghe phim mình ai phí mãi thêm chén cơm nữa em ạ. Tự phí mãi thêm chén nữa. Anh hai người gõ nè. Đúng là phục vụ, phục vụ, phục vụ. Cực lực luôn, không kịp luôn. Nó thách ăn nó vậy đó, thấy không, đi đâu à. Kìa, mấy trực tiếp thì phát, hay, hay máy nha, quay phim, bộ họ quay phim. Hai người phục vụ, thấy làm thấm sướng không? Thấm sướng hết sức sướng không? Thách cái tàu đó, chứ đi chơi đó nha. Đó là hiện trạng cũ rồi đó. Phụ mấy bạn ơi, gọt lẹ quá rồi, hai người chơi lẹ quá. Đâu có gì, đâu có gì, phải gọt, gọt là phải gọt rồi đó. Dạ. Còn là mấy con đó, hiện tại giờ trong mâm này còn 4 trái các bạn. Ừ. Rồi, quý vị, rồi gọt, gọt trước thì nó hơi đen nha. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, vậy là từ gọt. Rồi, đúng rồi, đó. Nó hơi đen. Ấy rồi, xong, xong, xong luôn. Đi rửa bây giờ. Bơm bị nổ các bạn ạ. Bơm bị nổ rồi. Có 5 ký nè. 5 ký không? Đây, bộ mình khổ các bạn ơi. À, rửa lại. Rửa lại. Hồi nãy tính gọt xong rồi rửa mà bạn thánh mình là nói là thánh ăn vậy không ạ? À, không rửa luôn. Thấy các bạn, rửa sợ lạc chứ cái gì. Rửa sợ lạc. Trong mâm thì còn 4 trái các bạn. À, trong mâm còn 4 trái. 4 trái này chắc để dành cho MC với hai bộ phận phục vụ. Mấy bộ phận phục vụ phía sau á. Không biết có được ăn không hay là thánh. Thánh làm luôn quá. Kêu bạn mình lấy 3 kg bạn chơi 5 kg luôn. Chơi luôn mà trời ơi muốn ăn nhiều ăn mà đó. Nên là bao bơm. Ăn ăn đâu ép đâu. Ờ không sao, bụng mình nổ ấy. Không sao. Bơm này ăn trái cũng nổ mà 5 kg cũng nổ mà. Hết này 29 trái nữa bạn. Hết này là 29 trái. À, còn 3 trái nữa bạn, nhưng mà hết cái này đi là 9 trái nha. Thấy vậy chứ còn nhiều lắm á. Trong đây bao gì cũng phải 6-7 trái nữa đó, chứ không chơi đâu. Tính là khoảng 7 trái. Em có mua làm nước cho cháu uống cái ly nước chậm còn. Em đỡ rồi. 7 ngày thứ 3 là 10 trái. Nó bỏ mau ăn cơm. Họ ăn cơm với thằng ăn luôn nè, thách ăn luôn nè con. Hiện giờ còn khoảng 10 trái nữa bạn. Mà mình chắc lắc lắc từ từ nó cũng có xuống quá. Cái làm hôm em có xuất hiện trên màn hình không? Không hết phần này là chỉ có 29 trái thôi các bạn. À, hết này mới 32 trái. Cái 32 trái là 5 kg các bạn. Cái bụng mình bạn mình chứa kêu 3 kg ra giữa các bạn chơi 5 kg. Mà chơi lớn mà chơi lớn. Mấy người kia nói không mình nói không có ăn gì đâu luôn nói ăn có ngạt hơn 2-3 chén cơm ăn không có ăn cỡ 15 ba cỡ 45 tôi một mình nó làm được bây giờ em làm nó tự làm rồi trăm ram men này ram men thèm quá đi chỗ khác nữa ram men đi chỗ khác luôn
Cho nên chế độ bao tử sao? Dạ, nó hơi no. Hơi no hả? Hơi no thì à. Chưa có no. Nhưng mà ăn hết này mới no. Một thứ bảy thêm chén cơm nữa. Chén cơm có nhiêu có 4 lon gạo. Gắn 30 mà chắc không ở quá 29 rồi. Nói chung là muốn ăn nhiều ạ. Đâu có vấn đề. Đâu gì đâu phải khác. Ăn vô. Nhưng mà giờ còn ăn cơm nữa không? Dặn thêm chén cơm mà hỏi thiệt. Gần những cơm hay xuống trước mình ăn. Không, chén mà nó nói thiệt, nó chén nhỏ thôi. Thì chén nhỏ, bới thịt chứ không kịp ăn được không? Ha? Được. Được phải không? Rồi, ok. Em ơi! Chén cơm thịt chứ không kịp. Dạ, miếng chén cơm. Chén cơm lớn vậy thôi. Chén cỡ... chén bữa. Ăn không kịp, ở chén của bữa. Trời ơi, cái chén rồi đi ăn kia thôi. Các bạn biết sao không? Đó là cái tàu mà nó trong tàu quả lạc nó. Nhưng mà tại vì ngán nha. Ngán là một chuyện. Chuyện thứ hai là ăn cái này rồi đó lão hết bù lại chén cơm nha. Để cho các bạn cùng xem nha các bạn. Các bạn cũng thương thì ủng hộ bấm like dùm nha các bạn. Bấm đăng ký nha các bạn. Chứ giờ thật ra là bạn mình ăn ngán rồi, hết nổi rồi nha. Còn lại 3 trái các bạn. Và đây 2 trái, 8 miếng 2 trái. Như vậy là 32 trái, ăn hết 27 trái các bạn nha. Ăn hết 27 trái, tức là khoảng 4 kg 2, 4 kg 3 gì đó nha các bạn. 4 kg 2 kg 3 vậy. Tại vì 32 trái là 5 kg. Bây giờ là còn lại là 5 trái thì còn khoảng, tức là 5 trái này là 700-800 g. Như vậy, số liệu chính xác thì mình chưa biết. Nhưng mà chắc cú là khoảng 4 kg 2 các bạn nha. Rồi đó, bạn mình sẽ khuyến mãi cho các bạn cộng đồng mạng chén cơm nữa với mớ đồ ăn nữa, chén chắc nhỏ lớn vậy các bạn, chén nhỏ hả? Chén nhỏ thôi các bạn. Không phải như bên lớn rồi. Thôi nha, nhà cái phần này cái mình cho qua để đây các bạn ha, để bạn mình ăn cơm chứ. À, mời bạn mình ăn cơm. Đây to, cái này bộ phận phục vụ. Nói với một chén thôi chứ ăn tô bạn không nổi không? Thì rõ ràng là 27 trái các bạn, không hơn nữa. Ngán, thay vì chưa ngán. À mà xã mời Thấm ăn. Có chúng ta ăn thêm chén cơm nữa. Đấy coi như dằn bụng. Đây các bạn ơi, chén rồi các bạn, chén nhỏ thiệt đó, chén với chén đồ ăn. Chén cơm rồi mình ăn hết cơm rồi các bạn. Đồ ăn thì mình không có dám mua. Đồ ăn sao ép được. Rồi chào các bạn. Nãy giờ mình ăn không hết chứ bơm tại vì nó ngán quá rồi bạn ơi. Nói ra mình không phải là mình sợ mà ngán.
thịt gì đã quá trời đã rồi bạn ơi. Quá trời ngon các bạn. Thịt với cơm các bạn. Bây giờ củ cải đây nè, trứng cút này nè. Khuyến mãi thêm bây giờ mình... Không phải nên chén nhỏ thì các bạn ơi. Cái này mình khuyến mãi chơi thôi chứ không phải là mình sợ ghê đâu, khuyến mãi cơm thì thôi. Nhân Long và Thánh Đăng Cái Tàu xin chào tạm biệt các bạn, hẹn video lần sau các bạn. Các bạn nhớ đó bấm like chia sẻ nha các bạn. Và đăng ký ở chế độ rung chuông nha các bạn để được nhận những video sớm nhất các bạn ơi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.